Xin chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ cũng là hơn 4 giờ rồi, chiều rồi, nhưng mà nắng vẫn còn đang gắt lắm. Ông đội sẽ có chuẩn bị vó để xuống ao kiếm con cá lên tối cả nhà ăn. Thì mình có nhờ vợ quay một số cảnh, mình cho mọi người cùng xem nhé. Đây là thành quả của buổi chiều ngày hôm nay, thì ông xuống có tầm 30 phút thôi, được 3 con cá mè khá là to, một con tầm hơn cân nữa, nó to hơn cả bàn chân của mình á. Còn một con cá trôi nhỏ thì bảo thôi ông thả xuống ăn con rồi, nhiều không ăn hết. Mình cách ly hôm nay cũng là ngày thứ 7 rồi, 7 ngày nữa là tái hòa nhập cộng đồng rồi. Thì hẹn mọi người vào các video tiếp theo của mình nhé. Xin chào.